Trước những khó khăn chung của các doanh nghiệp, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chú trọng triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Theo đó, các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp được địa phương tích cực triển khai bao gồm hỗ trợ theo quyết định 58 của Chính phủ về một số chính sách giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng phục hồi nhanh và phát triển đến năm 2023, nhất là thực hiện miễn giảm chi phí, thuế, tiền thuê đất, tăng khả năng tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi. Cùng với đó, địa phương tiếp tục triển khai tháo gỡ vướng mắc về cơ chế chính sách, xây dựng các chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường nhằm giúp cho các doanh nghiệp sớm phục hồi và phát triển trở lại. Lũy kế 7 tháng đầu năm, toàn tỉnh có khoảng 700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, gần 450 doanh nghiệp tại địa phương đăng ký tạm ngừng hoạt động. Song có trên 200 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Nguyên nhân việc doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động một phần là do ảnh hưởng chung của nền kinh tế, nhất là thị trường bất động sản gặp khó khăn, giá cả nguyên vật liệu tăng cao, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Ngoài ra là việc siết chặt các hoạt động tín dụng, cho vay, v.v.